Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Góc Chuyện Tình. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, thì Nguyễn Hoa lại tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn nội dung tập số 5 của bộ truyện này. Xin được chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn. nguyên cậu biết nên hành động như thế nào rồi chứ vâng thuộc hạ đã hiểu được rồi cậu mau mau thực hiện đi tôi sẽ đợi một kết quả khiến cho tôi hết sức hài lòng từ cậu lão đại thuộc hạ còn một chuyện nữa cần bẩm báo chuyện gì chuyện gì mà khiến cánh tay phải của trần dương thần lo lắng đến như vậy hắn thật sự cũng đang muốn biết dạ mỹ tuyết bỏ trốn rồi mỹ tuyên đang trốn thoát rồi ư đúng là sát thủ không hổ danh là con gái cưng của ông chú tôi thuộc hạ là để xem cô ta sẽ dở trò gì một tuần không ăn không uống lại bị hành hạ đến như vậy mà vẫn có thể sống sót mà bỏ trốn ư đúng là một người phụ nữ đáng để mà khâm phục ông bác sĩ tiếp lời các người đã từng nghe câu thả con run bắt con cá chưa mà con cá này không những to béo mà còn rất nhiều giá trị nữa <laughs> đúng là thâm thúy ông phá lên cười lớn nguyên xen vào lão đại còn nhớ con cáo già bên tập đoàn gt đã từng đối đầu với ngài nhưng rồi lại bị chúng ta truy sát nghe nói hắn bị kẻ nào đó truy sát ngay ở trên giường còn con trai lão ta tưởng nhầm tổ chức chúng ta giết hắn để mà trả thù thế nên vì muốn trả thù nên đã có ý đồ liên thủ với lão già nghiêm mặc huy ba của ả sát thủ mỹ tuyết kia trần dương thần ơi là trần dương thần sao cậu lại có thể có nhiều kẻ thù đến như thế hả sống một cuộc sống an nhàn như tớ có phải là tốt hay không cậu im miệng nói nữa ngày mai không thấy mặt trời đấy ông dường như hiểu ngay vội lấy hai tay bịt miệng lại trần dương thần đang khó ở nên thôi để dành khi nào tâm tư của hắn khá hơn, rồi hắn chọc kẹo. Nói về Trần Dương Thần, chắc cả ngày cũng chưa xong, bởi vì lai lịch tên này khá là bất phân. Bàn tay thì đã nhuộm máu khi còn là một đứa trẻ 7-8 tuổi. Cả một đời hắn quá đáng sợ, chỉ cần phản bội hắn thì cái kết khó mà ngờ được. Kẻ thù thì khỏi phải nói, đếm không xuể ai ai cũng muốn giết hắn để mà lập công, nhưng kẻ đó lại không ngờ rằng đây lại là cái mổ chôn Hắn mãi bất tử, hắn mạnh. Hắn là kẻ khiến cho người đời khiếp sợ. Một ông trùm buôn bán ma túy và cả vũ khí. Hắn tài giỏi, hắn đầy tiềm tàng. Một con người hoàn hảo, khiến cho ai cũng phải ái mộ mà thèm thuồng. Chuyện này càng lúc càng thú vị. Những con cáo già cùng liên kết với nhau để xem ai mới là kẻ chiến thắng. Hắn mỉm cười vẻ đầy tự tin ngạo mạn Trần Dương Thần này chưa bao giờ hứng thú như bây giờ. Ánh chiều tà rọi nắng nhẹ vào trong mảnh cửa. Hạ Quyên Quyên yểu điệu ngồi cầm cuốn sách đọc, trông rất chăm chú, thoáng thấy dòng chữ trên sách đắc nhân tâm. Đôi khi đọc đến đoạn nào, cô lại bất giác mỉm cười. Có lẽ thú vui bây giờ của cô đó là việc đọc sách, ngắm hoa để mà quên đi nỗi đau buồn mất đứa con kia. Hắn đang đắm say một hồi nhìn cô như là tiên dáng trần trong bộ váy kia tựa nhẹ đầu vào thành giường chuyên tâm đọc cuốn sách hắn rất vui dường như cô đã phấn chấn hơn những gì mà hắn tưởng hắn tiến tới nhẹ nhàng choàng lấy vai cô thủ thì nhỏ nhẹ đang đọc cái gì mà chăm chú vệ vợ hắn rất thích gọi cô bằng vợ hắn thích được cô gọi là chồng thích được nũng liệu tôi cảm thấy hơi khó thở làm ơn hay buông ra trái lại cô lại đáp lại hắn bằng một cái giọng lạnh như băng thôi đừng đối xử lạnh nhạt với chồng như vậy nữa chồng dẫn vợ đi ngắm hoa nhé có chịu không chồng biết vợ thích hoa oải hương nên đã sai người qua pháp mang về những giống hoa thơm và đẹp nhất mang về đây cho vợ nè vợ nhìn chắc là sẽ thích lắm cô vẫn im lặng chăm chăm nhìn vào cuốn sách coi lời của hắn nói như là gió thổi bên tai Hắn chỉ mỉm cười rồi bế phốc cô lên. À, anh làm cái gì vậy? Thả tôi xuống. Thả xuống ngay lập tức. Thôi nào vợ. Ai mượn vợ lạnh nhạt với chồng quá làm chi? Giờ chồng chỉ còn cách này thôi. Không chịu cũng phải chịu. Trần Dương Thần mạnh mẽ bế họa quyên quyên đi xuống dưới lầu trước sự ngưỡng mộ của bao nhiêu cặp mắt. Băng quản gia nhìn thấy thế cũng cười. Họ còn đôn lời lên rằng Ừ, nhìn ông chủ và phu nhân hạnh phúc chưa kìa Thật ga tô quá đi Nhìn bà chủ được ông chủ cưng chiều chưa kìa Thật giống một cặp tiên đồng ngọc nữ trời ban mà Nhìn về mặt hạnh phúc của ông chủ chưa kìa Là lần đầu tôi nhìn thấy đấy Đúng là bà chủ có khác Có thể thay đổi gương mặt lạnh của ông chủ Quá là đáng khâm phục Chúc hai người sớm có em bé nhé Trần Dương Thần dường như rất hài lòng Với những lời nói đó bèn hào phóng tăng lương cho tất cả gia nhân trong căn nhà này hôm nay tâm trạng của hắn khá là vui một căn nhà nhỏ được đặt giữa cánh rừng hoa mùi oải hương ngạt ngào khó cưỡng hạ quyên quyên như được mở mang tầm mắt từ lúc tỉnh lại tới giờ cô chưa hề bước chân ra khỏi cửa phòng giờ đây cảm thấy có chút hối hận khóe môi bất giác cô nở nụ cười tươi cô hít hẳn một làn hơi dài mùi hoa quyện vào gió thanh thanh man mát rất thích hợp cho việc tu tâm, đọc sách, nghỉ ngơi. Thế nào, thích không? Hắn hỏi đều, rõ ràng chữ thích đã hiện lên trên mặt cô, vậy mà hắn còn đi hỏi lại. Cũng bình thường thôi. Cô hơi lắp bắp. Nếu bình thường thì để chồng nhổ hết đám hoa này đi. Rồi trồng loại hoa khác cho đến khi vợ chịu nói chữ thích mới thôi. Ấy, anh điên hả? Hoa đẹp vậy mà nhổ đi sao? Thật là phí của trời mà. Hắn mỉm cười, thỏa ý mà trêu gạo cô. Thì tại vợ bảo không thích mà. Tôi thích. Tôi thích là được chứ gì. Anh thật là phiền phức. Phiền phức mới là chồng em. Có anh ở đây dường như không khí nặng mùi hơn thì phải. Ai đời, có vợ nào đi nói chồng như vậy không chứ? Phải chăng... Tối này em lại muốn tình ngàn đêm với anh. Hắn nghe răng nanh, cười gian manh nhìn chú thỏ con trắng muốt kia máu sói ở trong người hắn lại bắt đầu lên cơn rồi cậu chủ bữa giờ phải ăn chay giờ rất nóng lòng được ăn thịt đây cô dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn hắn còn lạ gì cái máu chó điên ở trong người hắn nữa anh đừng tưởng làm vậy tôi sẽ động lòng anh tin em sẽ tha thứ cho anh hắn rất tự tin bởi vì hắn là ai chứ hắn là trần dương thần đứng đầu tổ chức không có việc gì mà hắn không làm được cả ngay cả việc chiếm đoạt trái tim của cô được, cứ chờ xem. Hạ Quyên Quyên nhếch miệng cười để xem tên ngạo mạng đó đắc ý được bao lâu. Trần Dương Thần tiêu khiển thời gian bằng cách đọc báo. Lâu lâu lại khẽ liếc trộm Hạ Quyên Quyên một cái. Hắn không dám làm phiền cô khi mà nàng đang ngắm hoa. Thế nên là thỉnh thoảng lại cười như một thằng dở hơi. Vì một lão đại như hắn mà phải ở đây canh chừng một người phụ nữ không dám lại gần cô ấy, lại còn đứng xa xa nhìn trộm người ta. Nếu đám thuộc hạ biết được, chắc sẽ cười thối ruột cho mà xem. Trần Dương Thần khẽ liếc nhìn đồng hồ, đã gần 5 giờ chiều rồi. Hắn đã ở đây cùng cô hai tiếng rưỡi, thời gian thám thoát thoi đưa, cũng nhanh thật. Hắn đứng thẳng dậy tiến về chỗ hạ quyên quyên đang ngồi, từ đằng sau âu yếm, choàng lấy cô. Tiểu quyên của anh đã đói chưa nào? Chưa. Cô lạnh lùng đáp, nhưng rồi rột rột. Tiếng bụng đói kêu mà nghe náo lòng. Nó đã bị bỏ đói cả ngày nay rồi. Hạ Quyên Quyên đỏ tía mặt lên. Cô xấu hổ ôm chặt bụng lại. Nhưng nó lại còn phát ra những cái tiếng còn lớn hơn ban nãy. Cô thầm chửi. Cái bụng đáng chết này. Sao lại đói đúng lúc như vậy chứ? Thật xấu hổ mà. Trần Dương Thần nhìn thấy biểu cảm ngại ngùng của cô mà phá lên cười. Đói thì đói. Sao phải giấu? Ai nói tôi đói cơ chứ? Chỉ tại cái bụng tôi nó mắc bệnh về đường ruột thôi. Được rồi, để anh vào trong, lấy cái gì đó cho vợ ăn nhé. Đã bảo không cần rồi mà. Hạ Quyên Quyên càng đỏ mặt, càng làm cho Trần Dương Thần thích thú. Hắn xoa xoa cái đầu cô, rồi đôi chân dài thoan thoát đi vào trong nhà. Trần Dương Thần đã vào nhà hơn 15 phút mà mãi không thấy ra. Bảo là đi lấy đồ ăn, mà tưởng đi bí cơ. Hạ Quyên Quyên ngước lên nhìn ngắm bầu trời, hình như trời sắp mưa rồi nhìn đám mây đen kỳ kia mà cô lại ví như lòng của mình chỉ một màu u ám cô cũng muốn tha thứ cho hắn nhưng bây giờ thì không được chưa đến lúc thích hợp hạ quyên quyên lấy ở trong túi váy ra một khẩu súng lục đen ánh mắt lạnh lùng nhìn nó từ hôm ở trung tâm thương mại hạ phong diệp đã đưa cho cô chỉ dặn dò đúng một câu sẽ đến lúc em cần đến đó cây súng lục lạnh lẽo như lần đầu tiên cô gặp trần dương thần vậy hắn lạnh như tảng băng trôi mở miệng ra là toàn chết chóc một tên đàn ông đáng sợ còn hơn cả tử thần nhớ lúc trước cô đồng ý kết hôn với hắn chỉ vì cứu em trai cô giờ thì nó đã mất rồi cô cũng đã tự hứa với lòng mình sẽ rời xa hắn nhưng rồi thật nực cười cô vẫn mãi không thể làm được phu nhân một cô hầu gái đi đến trên tay là một đĩa thức ăn Hạ Quyên Quyên nhanh chóng cất khẩu súng xuống phía dưới váy, ánh mắt có chút nghi ngờ nhìn cô ta. Rõ ràng là Trần Dương Thần cấm tất cả người hầu bước vào khu vườn hoa này rồi cơ mà. Sao cô ta lại cả gan, dám chống lệnh như vậy chứ? Và lại chân tay cô ta chảy xước rất nhiều, gương mặt thì cúi gầm xuống, mái tóc dài rũ rượi, chen nửa khuôn mặt, làm cho cô không thể nhận ra đây là ai. Nhưng mà có một điều, giọng nói cô ta lại vô cùng quen thuộc. Cô cứ để đồ ăn ở cái bàn kia, rồi có thể rời đi. Tôi muốn ở một mình. Cô gái kia chỉ im lặng đặt đĩa thức ăn xuống rồi nhếch mép cười. À, luồn ở trong ngực mình ra một con dao rồi nhanh chóng nhắm đến Hạ Quyên Quyên. Đi chết đi, hồ Lý tinh. Phập. Con dao găm găm thẳng vào cánh tay của Hạ Quyên Quyên. Cô hoàn toàn bất ngờ. May mà cô đã nghi ngờ rồi. Nếu không chỉ có con đường chết. Hạ Quyên Quyên trợn tròn mắt nhìn, cô ta không ai khác, chính là Mỹ Tuyết, người đã đẩy cô xuống cầu thang, khiến cho cô mất đi đứa trẻ. Không ngờ lại gặp đúng lúc này, nhìn dòng máu chảy dài giữa cánh tay kia, Hạ Quyên Quyên thở vào, may mà cô phản ứng kịp, không là bị cô ả à, đâm thẳng vô chỗ hiểm rồi. Mỹ Tuyết như nửa điên nửa dại, ánh mắt hẳn lên nhưng vành đỏ ngầu như là máu, nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. <laughs> cô phải trả giá cho những tủi nhục mà cô đã gây ra cho tôi mỹ tuyết hét lên dồn hết lực đâm thật mạnh xuống a à, một tiếng thét kinh trời vang lên mỹ tuyết đâm mạnh xuống lần này may mắn hạ quyên quyên lại thoát khỏi lưỡi hái tử thần cô ả hung hăng nắm lấy đầu hạ quyên quyên không ngừng gầm rú hét lên cô ta thật sự bị điên rồi điên đến nỗi không thể kiểm soát được bản thân điên một cách mù quáng mỹ tuyết cô điên rồi mau buông ra ngay cô ta giật mạnh mái tóc của hạ quyên quyên xuống ánh mắt như là dao găm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy thật đáng sợ <laughs> điên sao <laughs> đúng vậy tôi vì cô mà bị bức cho tới điên đây cô có biết chuyện gì đã xảy ra với tôi không anh thần anh ta ném tôi vào một cái hầm lạnh lẽo cả tuần bị bỏ đói còn nữa hàng đêm còn bị bọn thuộc hạ dơ bẩn chạm đến thân thể của tao tao như muốn chết đi sống lại <laughs> cô có hiểu cái cảm giác đó không? anh thần là từ nhỏ anh ấy đã rất yêu chiều tao, yêu thương tao, giúp đỡ tao, cái gì anh ấy cũng sẽ đứng về phía tao dù đúng hay sai. giờ thì sao? vì một kẻ xa lạ như cô mà anh ấy ruồng bỏ, coi tao như kẻ thù, làm nhục tao, cái giá này thật sự là quá đắt. ả à, ta cười khinh rồi nói tiếp: cô có biết không? cái ngày mà tao được nhận nhiệm vụ cuối cùng đó là giết chết trần dương thần cô có biết lúc đó tim tao đau đến thế nào không tao yêu anh ấy tao đã yêu anh ấy khi còn rất nhỏ tao yêu tất cả mọi thứ của anh ấy nhưng mà phải làm sao bây giờ đó là mệnh lệnh của ba tôi mà ba tôi lại là một người rất đáng sợ nhưng mà thôi đằng nào cũng chết tôi thả hủy hoại cô còn hơn rồi sau đó giết chết trần dương thần rồi tự sát để linh hồn này có thể trọn vẹn ở bên anh ấy tôi chỉ mong có như vậy thôi nhưng rồi vì cô mà mọi ước mơ đó đều tan biến hàng ngày bị bọn khốn tra tấn thân thể cô có biết thế nào là sống không bằng chết không cô có từng cảm nhận nỗi đau này không cô có hiểu không từng giọt từng giọt lệ của mỹ tuyết rơi xuống ánh mắt cô ta u sầu đau đớn nhìn những vết bầm tím ở tay chân kia hạ quyên quyên cũng hiểu được phần nào nỗi đau mà cô ta đã phải gánh chịu Tôi hiểu mà. Bởi vì chúng ta đều là phụ nữ, đều là những người bị bọn đàn ông trêu đùa, lợi dụng. Nên có gì, cô thả tôi ra, rồi chúng ta ngồi lại tâm sự có được không? Hạ Quyên Quyên nhanh trí dở trò nịnh hót, nhằm đánh lạc hướng cô ta, làm cho cô ta quên đi chuyện này. Chỉ có những người phụ nữ mới hiểu rõ nhau, Hạ Quyên Quyên rất thông minh khi mà đánh trúng đòn tâm lý này. Nhưng không may rồi, cô ta không những không bị mắc bẫy mà còn nổi điên hơn ánh mắt ngập tràn thù hận nhìn cô không cô căn bản không hiểu được bởi vì cô có anh thần cô có tất cả có mọi thứ cho nên cô không giống tôi chúng ta lại càng không hiểu nhau không cô mau tỉnh lại đi đừng u mê nữa như vậy chỉ khiến cô đau đớn thêm thôi <laughs> cầm miệng hạ quyên quyên nãy giờ nói chuyện như vậy đã quá đủ rồi giờ thì mau chết đi Hạ Quyên Quyên vùng vẫy, căn bản hai cánh tay bị cô ả à giữ chặt lại, không thể nhúc nhích được chút nào cả. Ả à ta quá mạnh, lực cổ tay rất chắc, là do từ nhỏ đã được huấn luyện trở thành sát thủ nên chuyện này đối với ả à là không là gì cả. À, trước khi chết cô có muốn nghe một chuyện không? Nó liên quan đến em trai cô đấy, dù gì hai chị em cũng sắp đoàn tụ ở dưới địa ngục rồi. Hạ Quyên Quyên xanh tái mặt, người mà mỹ tuyết vừa nhắc tới là nói mau cô biết gì hạ quyên quyên hét lên tư thế nằm úp khiến cô khó thở mà trở mình hai cánh tay đau nhức nhối mỹ tuyết thấy vậy lại càng nhấn mạnh đầu cô xuống dưới mặt bàn kính <laughs> sắp chết mà còn mạnh miệng gớm ta thôi thì cũng sắp đoàn tụ rồi thì tôi bật mí một chút cho biết nhé thằng em trai bé bỏng của cô bị chính tay tôi hạ sát đấy cô có biết lão già gt kẻ mà đã mua chuộc em trai cô phản bội Trần Dương Thần không? Hắn ta chính là người đã nhờ tôi hạ sát thằng em trai bé bỏng của cô đấy. Còn cái cô gái mà cô đã tát ở công ty, cô ta chính là vợ bé của lão ta. Hôm đó cô ta cũng đã uất ức chạy đến chỗ tôi mà ý ó, mong tôi sẽ giết cô đấy. Hạ Quyên Quyên sửng sốt, nhớ lại ngày hôm đó. Hôm đó Hạ Diệp có gọi cho cô, bảo là có một người phụ nữ chính là vợ bé của lão già GT. Nếu tiếp cận và gây thù với cả cô ta thì át lão ta sẽ xuất hiện. Một khi xuất hiện việc trả thù sẽ thành công hơn. Bởi vậy, lão ta rất sủng cô vợ bé này. Mỹ Tuyết lại nói tiếp, giọng càng đanh đá, chuông qua hơn. Nhưng mà vài ngày sau, khi mà em trai cô chết, thì tôi cũng nhận được tin lão ta đột ngột, nhảy từ tầng 80 xuống cô có biết hung thủ giết hắn là ai không là ai trong lòng hạ quyên quyên cũng đang rất muốn biết phải chăng lại là <laughs> chắc cô đang nghĩ tới trần dương thần đúng không tôi nói cho cô biết kẻ đó không ai khác chính là hạ phong diệp anh trai cao quý của cô đấy thì ra là anh ấy đã trả thù giúp long coi như là nó đã được nhắm mắt ở nơi suối vàng hạ quyên quyên bớt đi được phần nào nỗi lo điều mà cô muốn nhất bây giờ đó chính là giết chết mỹ tuyết trả thù cho long và đứa con vô tội chưa thành hình hài kia từ lúc sống với trần dương thần hạ quyên quyên đã học được vài ba món võ để mà tự vệ bản thân và giờ đây là lúc áp dụng nó rồi mọi chuyện đã quá rõ ràng không cần phải nhiều lời nên kết thúc rồi đôi chân thon dài đập mạnh vào chân của mỹ tuyết à đau đớn kêu lên lơ là cảnh giác buông lỏng cánh tay Lúc này Hạ Quyên Quyên dùng chân trái của mình, đã một cước vào tay ả, à, làm bay con dao ra xa 2 mét. Mọi việc diễn ra quá nhanh, làm cho cô ả à không kịp trở tay. Tâm vẫn là còn đang thất thần. Khốn kiếp, Hạ Quyên Quyên không ngờ, cô chỉ núp sau cái vỏ bọc yếu đuối đó. Mau, khai mau đi, cái lòng dạ độc ác đó của cô giờ mới lộ rõ bản chất đúng không? Hạ Quyên Quyên chỉ nhách môi cười, rồi nhanh tay rút ra trong túi khẩu súng lục đã cất giấu rồi tư thế chuẩn ngắm thẳng vào trán mỹ tuyết mỹ tuyết hoàn toàn bị động cô ta căn bản không hề biết hạ quyên quyên biết sử dụng súng đó giờ chỉ nghĩ rằng cô ta yếu đuối mỏng manh không làm được cái tích sự gì trò giống gì cả hạ quyên quyên cười khinh cuối cùng những lời hạ phong diệp cũng đúng kẻ thù bên cạnh trần dương thần quá nhiều vẫn nên học cách tự vệ bản thân của mình thì hơn giờ ngẫm nghĩ lại những lời đúng là có ích thật. Hạ Quyên Quyên nhếch môi cười nhạt. <cười> Trước khi chết, có muốn nói gì không? Khốn nạn, thì ra bấy lâu nay, cô giả từ bi. <laughs> không phải là giả, mà đây mới là con người thật của tôi. Đồ tiện nhân, mau xuống dưới đó mà xin lỗi người vô tội, mà cô đã giết hại đi. Không, đoàn. Tiếng súng nổ vang gầm trời, viên đạn nhanh như chớp, đã ghim thẳng vào chính giữa thái dương của Mỹ Tuyết ả à, trợn tròn con ngươi rồi gục xuống miệng chữ o cứng đờ ả à, nằm gục xuống lảo đảo nhìn bầu trời đen kịt kia tóc tách tóc tách mưa rồi mưa thật rồi cả cuộc đời của ả à nổi tiếng là sát thủ chuyên nghiệp nhưng lại bị kết thúc một cách thảm hại ngay tại nơi này ả à, cũng không thể cãi lại số mệnh kiếp này ả à, gặp được trần dương thần coi như là kiếp này ả à, cũng được mãn nguyện rồi ả à, yêu anh cả đời yêu hắn nhưng mà hắn cũng chỉ là một tên đàn ông bạc tình, bạc cảm, lợi dụng ả à để mưu đồ, thật đáng buồn mà. Kiếp sau mình đừng gặp nữa, nhé anh, thần, kiếp này đã quá đủ rồi. Máu từ vết thương chảy dài, hòa quyện cùng với cả dòng nước mưa. Như là hòa cái tình cảm mà Mỹ Tuyết dành cho Trần Dương Thần mãi mãi không thể hòa quyện được mà chỉ có thể nhạt dần rồi lãng quên theo thời gian à cố gắng nhìn lại bầu trời mưa một lần cuối kiếp này à cũng mệt rồi nên muốn được nghỉ ngơi một nụ cười mãn nguyện nở trên môi mỹ tuyết chỉ tiếc là lần cuối này vẫn không thấy được trần dương thần đôi mi dài cong phút dần khép lại hàng nước mắt lan dài trên khóe mắt chúc anh hạnh phúc kiếp này gặp được anh cũng đã đủ rồi kiếp sau xin đừng gặp nhau nữa mỹ tuyết sau tiếng súng nổ trần dương thần giật bắn mình hớt hải chạy tức tốc ra ngoài. Hắn hoảng hốt khi mà nhìn thấy Mỹ Tuyết đang nằm trên vũng máu. Mắt thì nhắm tịt lại, lại càng bất ngờ hơn khi mà hắn quay sang nhìn Hạ Quyên Quyên. Đôi tay cô run rẩy cầm khẩu súng lục, đôi môi cắn chặt vào nhau đến nỗi rỉ máu tươi. Bộp, khẩu súng rơi tự do xuống mặt đất, tà áo trắng đã bị mưa nhuộm ướt. Tóc tai của Hạ Quyên Quyên rũ rượi như thể không còn sức sống nữa vậy. Trần Dương Thần không thể tin nổi vào cô gái đang đứng trước mặt kia. Một cô gái ngây thơ, hiền lành, sao lại có thể ra tay tàn độc như vậy chứ? Nhắm ngay huyệt thái dương, chỉ có chết ngay lập tức chứ đừng nói đến tia hy vọng cuối cùng. Tiểu Quyên Hắn khẽ gọi, bàn tay to lớn chạm vào vai cô. Hắn biết bây giờ tâm lý cô đang chịu đả kích rất nặng nề, nhưng mà không ngờ hôm nay cô lại ra tay giết người. Tiểu Quyên Hắn lại gọi tiếp hai bàn tay to lớn cố giữ chặt bàn tay nhỏ bé đang run rẩy kia không buông tôi ra tất cả đều do cô tự làm tự chịu tôi hoàn toàn không có lỗi gì hết đúng vậy <laughs> hạ quyên quyên nửa điên nửa tình mà hét lên điều đó càng làm cho trần dương thần càng đáng suy nghĩ hơn tiểu quyên bình tĩnh nghe anh nói không tôi không bình tĩnh được tôi không thể không em có thể em nghe cho ký đây cô ta là do anh giết, không phải em, em hiểu không? không được, cô ta là do tôi giết, là do tôi, hai bàn tay này đã dính đầy máu tươi. hà quyên quyên run rẩy nhìn ngắm bàn tay mình, đôi tay này đã dơ rồi, không còn trong sạch như trước nữa. hà quyên quyên không ngừng lầm bầm câu mỹ tuyết chết rồi, cô ta chết là do tôi. trần dương thần như phát tiết, không thể chịu đựng nổi sự u mê của cô nữa, hắn ầm lên như là mãnh thú. Hạ Quyên Quyên, em nghe rõ cho tôi. Mỹ Tuyết là do tôi giết. Đoàn, tiếng sấm nổ ẩm trời, nghe mà chói tai. Một cảm giác khó chịu ở trong người. Trần Dương Thần nheo nheo đôi mắt, hắn tựa lưng vào thành ghế sofa, nhắm mắt lại chừng vài giây gì đó, như thể đang ngẫm nghĩ một điều nào đó. 15 năm trước, Trần Dương Thần chỉ là một đứa trẻ, vẫn chưa thể hiểu được thế nào là đạo lý làm người. Nhưng có một điều mà hắn rất rõ, ngày đêm tự gian dạy mình đó là muốn tồn tại trong cái thế giới tàn ác này, nhất định phải có một trái tim sắt đá, một cái đầu lạnh và một khuôn mặt không bao giờ bộc lộ cảm xúc. Nếu có kẻ thù nhìn thấy được gương mặt sợ hãi, thì khi đó chắc chắn xã hội này sẽ thẳng tay giết chết ta. Cánh cửa phòng he hé mở, bên trong là một người đàn ông trạc tuổi tứ tuần, và một người đàn ông khác cũng độ tuổi trung niên. Họ đang nói chuyện gì đó vô cùng quan trọng nhưng lại vô tình quên khóa cửa, từ đó cũng dần lộ những bí mật động trời. Giờ ngài tính sao với cái thằng nhóc đó đây hay là giết? Người đàn ông trung niên kia ngập ngừng, dường như hắn đang có ý đồ xấu xa. Trần Dương Thần cố ghé sát tay vào cửa để xem có nghe thêm được những điều thú vị gì không. Đừng gấp xâm, đừng quên nói chỉ là một đứa trẻ có thể làm được gì to tát cơ chứ người đàn ông này tên là nghiêm mặc huy cha ruột của mỹ tuyết đồng thời cũng là chú nuôi của trần dương thần từ khi dựng công ty ông ta cũng đã giúp ba trần dương thần rất nhiều từ đó hai người mới có quan hệ mật thiết đến như vậy cho nên khi ba mẹ trần dương thần bị ám sát tất cả mọi hoạt động đều do một tay gã này nắm quyền và chi phối mang tiếng là đứng đầu tổ chức nhưng mà mọi quyền hành lại nằm trong tay nghiêm mặc huy nghiêm mặc huy cười lộ rõ bản chất ti tiện gã sâm này chính là cánh tay trái của nghiêm mặc huy một trợ thủ đắc lực có một không hai thuộc hạ chỉ sợ nuôi rắn cắn gà nhà nghiêm mặc huy nghe xong phá lên cười làm cho sâm vô cùng hoang mang <laughs> nói chỉ là một thằng oát con miệng còn hôi sữa làm được cái trò trống gì chứ lo gì thuộc hạ chỉ nghĩ đến tương lai Huống hồ gì ba mẹ hắn cũng là do chúng ta sát hại. Trần Dương Thần như muốn gục xuống, hắn có đang nghe lầm gì không đây? Bàn tay hắn nắm chặt vào cánh cửa, hắn cũng đã nghi ngờ ông ta từ lâu rồi, không ngờ đều là sự thật. Hắn cố giữ bình tĩnh, tĩnh tâm nghe tiếp cuộc đối thoại. Nghiêm Mạc Huy khẽ nheo mày, hắn đang tỏ vẻ không vui. <laughs> Chuyện này nếu ngươi còn nhắc thêm một lần nữa thì đừng mong ngày mai được đoàn tụ với vợ con. Lão ta đe dọa Làm cho gã xâm choáng váng mặt mày Dối rít mà tạ tội Là là thuộc hạ ngu xuẩn Không giữ kín miệng Xin ngài đừng trách phạt Được rồi xâm Đây là lần đầu cũng là lần cuối Ta mong ngươi đừng phạm phải sai lầm gì ngu ngốc này nữa Vâng thuộc hạ đã hiểu Sao từ bữa tới giờ không thấy hạ phong đằng vậy Hắn thắc mắc hỏi Hạ Phong Đằng được mệnh danh là sát thủ mặt sẹo, nổi tiếng là giết người không chớp mắt, là cánh tay phải đắc lực của Nghiêm Bạc Huy. Từ lúc áp sát cả nhà Trần Dương Minh đến giờ, hắn dường như không hề xuất hiện, cũng không xuất đầu lộ diện thêm một lần nào cả, dường như hắn chỉ muốn ẩn cư, rửa tay, gác kiếm. Hay lắm, hay cho một hạ phong đằng vì vợ, vì con mà rửa tay gác kiếm. Thôi được rồi, dù gì hắn ta cũng đã theo tôi mấy mươi năm rồi, cũng đã đến lúc cho hắn được nghỉ ngơi. Thuộc họa chỉ băn khoăn một điều, Tại sao ngài lại để cho Trần Dương Thần sống chứ? Sao lại không... <laughs> thì tại đứa con gái Mỹ Tuyết này của ta, nó quá yêu thích nó. Thôi thì để cho nó sống vài ba bữa để mua vui cho con gái rượu của ta cái đã. Trần Dương Thần nghiến răng, ánh mắt lộ rõ vẻ cam phẫn. Thì ra lý do hắn sống chỉ là để mua vui cho con gái lão ta. Thật là không thể chấp nhận được hắn cố giữ bình tĩnh từ từ bước chân nhẹ rồi đi khỏi căn nhà đó dừng chân tại một gốc cây hắn lặng lẽ ngồi xuống ánh mắt vô thức nhìn bầu trời xanh thảm kia hắn chỉ ước ba mẹ hắn còn sống thì tốt biết mấy bây giờ đây hắn đang thật sự rất bế tắc rầm trần dương thần đấm mạnh vào thân cây to lớn kia hành động đó đủ để biết hắn đang tức giận cỡ nào rầm 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 lần hai lần ba rồi lần bốn cho đến khi bàn tay hắn rướm đầy máu hắn chỉ nhìn rồi cười nhạt nhiều đây đã thấm thía gì đâu hắn không cho phép mình được rơi lệ vì khi đó hắn đang bộc lộ bản chất yếu đuối ắt hắn sẽ bị kẻ thù nắm điểm yếu hắn tự thề với lòng mình nhất định hắn sẽ tiêu diệt từng người từng người một tất cả đều phải chết dưới tay hắn hạ phong đẳng nghiêm mặt huy tất cả chỉ là mới bắt đầu thôi thù này không trả quyết không làm người hắn đã tự hứa với mình rằng một lời hứa đấy chính chắn của một người đàn ông lời hứa không bao giờ quên được nhất định phải thực hiện anh thần trần dương thần nheo mày theo bản năng giấu bàn tay rớm máu kia đi hắn thật sự không muốn để bất kỳ ai nhìn thấy bộ dạng yếu đuối đó của hắn mỹ tuyết thấy vậy liền làm vẻ không vui đều là người thân ở trong nhà mà còn tỏ vẻ lạnh lùng cô giật tay hắn lại nhìn những giọt máu hẵng còn tươi cô thút thít trần dương thần bối rối lần đầu tiên hắn thấy cô bé này khóc sao lại khóc hắn thật sự vô tội nếu để người khác nhìn thấy chắc sẽ nghĩ hắn là một tên du côn thích chọc ghẹo con gái anh anh thần ngốc quá sao lại tự làm đau mình như vậy chứ em em ghét anh Mỹ Tuyết ỏa lên khóc rõ to, làm cho Trần Dương Thần càng thêm khó xử. Đừng khóc nữa, anh biết lỗi rồi, là anh sai, được chưa? Hắn vỗ vỗ vai cô bé, thực sự đây là lần đầu tiên hắn dỗ dành con gái. Vậy anh hứa nhé, sau này đừng tự làm đau bản thân mình nữa, em sẽ không chơi với anh nữa đâu. Vừa nói, Mỹ Tuyết vừa nâng bàn tay Trần Dương Thần lên, rồi thổi nhẹ nhẹ. Hơi thổi êm ru như là tiếng gió nhẹ mùa hạ đôi môi chúng chím không ngừng chu lên. Trần Dương Thần cười nhạt, lòng lại thấy hổ thẹn, không ngờ hắn lại có thể dung túng, đứng ở đây mà nói chuyện với con gái đã giết chết ba mẹ hắn. Nhưng mà, nếu lợi dụng con bé này thì sao? Hắn thật sự là một người con xấu xa như thế sao? Nội tâm hắn đang giảng co rất quyết liệt, giờ đây mạng sống của hắn còn chưa dám đảm bảo nữa, huống chi là việc trả thù cho ba mẹ là điều quá xa vời. Thứ hắn cần nhất bây giờ đó là quyền lực, có quyền lực hắn sẽ có tất cả, có mọi thứ thao túng chúng trong tầm tay hắn. Nếu sau này người đời có chê trách, hắn cũng sẽ làm lơ, bởi vì Trần Dương Thần yếu đuối của năm đó đã chết rồi, giờ đây chỉ có một Trần lão đại, hung bá Nam Châu, quyền lực cao cao tại thượng khiến cho kẻ nào cũng phải khiếp sợ. Hắn sẽ khiến những kẻ phản bội hắn phải chịu một cái kết thảm hại hắn đã nói được và cũng sẽ làm được. Anh thần, sau này Mỹ Tuyết có làm gì sai, thì anh thần cũng đừng phạt Mỹ Tuyết nha. Nha nha nha, có được không? Mỹ Tuyết bị môi, gương mặt trắng hồng vô cùng dễ thương. Hai cái má phồng phồng như là bánh bao, đôi khi lại lấp ló hai cái lúm đồng tiền. Ánh mắt to tròn long lanh, như hai hòn bi ve nhìn hắn. Hắn tất nhiên phải siêu lòng rồi. Được, đợi lớn lên tính tiếp nhé hắn chỉ có thể trả lời vậy thôi bởi vì hắn không thể hứa hẹn một điều gì cả và hắn cũng không muốn làm tổn thương cô bé này chiều mùa hạ nắng gắt trần dương thần tựa mình trên bãi cỏ xanh mướt đánh một giấc thật sâu bỗng tiếng chuông điện thoại réo lên hắn lười nhác thò tay tìm kiếm chiếc điện thoại nheo nheo cặp mắt xem là ai gọi đến hai chữ mí tuyết hiện lên ở trên màn hình có chuyện gì sao anh đang hơi bận có gì nói sao nhé trần dương thần giờ đây như là muốn tránh né mỹ tuyết vậy hắn chỉ cười lạnh định dập tắt máy hù hù anh thần ơi giúp em với em phải làm sao bây giờ trần dương thần nghe vậy lòng cũng thấy sốt ruột hắn bật dậy rồi theo địa chỉ mỹ tuyết đưa nhanh chân chạy chiếc xe tấp ngay vào bên vệ đường bóng người con trai cao lớn kéo dài dưới mặt đất hắn liếc nhìn xung quanh thì ra là một trường tiểu học bị bỏ hoang lâu năm rêu xanh phủ kín cả ngôi trường một cảm giác lạnh lẽo khó tả hắn bước vào hiên ngang như một vị thần ánh mắt giáo giác khắp nơi đâu đâu cũng là đống tàn tro bụi bặm không hiểu sao cô bé kia lại đi vào đây được hắn đi tiếp gặp một cái cầu thang hắn nheo mày sao cầu thang này lại có nhiều dấu chân dính máu vậy lại còn mới như in lòng hắn có chút hoảng loạn nhanh chóng mà chạy lên trên Trần Dương Thần chạy đến cuối hành lang thì bắt gặp một căn phòng mở cửa, hắn bước vào, nhìn cảnh cửa mục nát như sắp rớt ra, bàn ghế thì ngổn ngang bẩn thỉu, nếu ở nơi đây mà quay phim kinh dị thì cũng thú vị đấy. Hu hu, tiếng khóc thút thít nghe mà quen thuộc, nó vang vọng sau cánh cửa kia, Mỹ Tuyết. Hắn kêu lên, định chạy tới thì phía giải đụng trúng vài thứ gì đó, Mỹ Tuyết nghe thấy tiếng hắn thì liền nhanh chân chạy tới ôm chặt hắn vào lòng, hòa lên mà khóc nức nở. "Anh Thần ơi, Mỹ Tuyết, Mỹ Tuyết giết người rồi." Hai con ngươi Trần Dương Thần trợn tròn lên, nhìn cái xác phía dưới chân. Bắt đầu hắn giật mình rút chân lại, không thể tin nổi, một cô bé nhỏ nhắn như vậy mà lại có thể giết người. Bàn tay hắn có chút run, cảnh tượng máu me này làm cho hắn nhớ đến cái chết thương tâm của ba mẹ hắn. Mối thù hắn nhất định phải bắt gọn bọn họ phải trả giá, một cái giá đắt nhất. Đừng sợ, chuyện này cứ để anh lo. Anh thần, em em chỉ muốn bảo vệ anh thôi. Mấy con khốn đó nó nói, ba em giết chết anh vì 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 anh là cái gai trong mắt của ba em, sẽ giết luôn cả em. Em hận chúng nó vì dám đặt điều sàng bậy. Chúng mang súng và 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 đừng khóc nữa, anh hiểu mà. Còn người này cứ để anh giải quyết em không cần phải lo, có biết không? Trần Dương Thần ôn nhu ôm lấy Mỹ Tuyết, dỗ dành như em gái. Hắn thật sự không nỡ ra tay với cô bé này. Nó thực sự là vô tội. Hà cớ gì, việc ba nó làm mà nó lại phải gánh chịu cơ. Hãy cứ tưởng tượng rằng mình đang ở nhà và hãy quên hết mọi chuyện vừa xảy ra đi. Vâng, vâng, nhưng mà... Còn, còn hai con nhỏ sợ hãi quá nên bỏ chạy rồi. Bọn chúng nhất định sẽ báo cảnh sát nhất định sẽ sẽ cho em vào tù mất em phải làm sao bây giờ mỹ tuyết nức nở làm cho trần dương thần càng thêm mùi lòng hắn cười nói chuyện đó để anh lo anh thần em yêu anh nhất em rất rất yêu anh đó mỹ tuyết mỉm cười rạng rỡ hôn trộm lên má trần dương thần một cái chụt rõ to và dài hắn cũng chỉ cười cho qua chuyện được rồi nên về thôi mọi chuyện sẽ có kẻ khác lo trần dương thần chủ động nắm tay mỹ tuyết bàn tay to lớn bao trọn đôi tay bé nhỏ của cô bé cô mừng rỡ nhìn hắn rồi mỉm cười thật tươi vâng ạ có lẽ trần dương thần không để ý nhưng mà vừa bước ra khỏi cửa trên môi mỹ tuyết đã nở một nụ cười gian rào à quay lại nhìn cái xác chết mà cười khinh <cười> cảm ơn mày nhiều nha vì nhờ có mày mà anh thần đã tin tưởng và yêu thương tao hơn xuống suối vàng mày yên tâm nghỉ đi nhé Màn đêm buông xuống, ánh đèn mập mờ trên các con đường bắt đầu sáng lên, tiếng cười nói tấp nập trên các khung đường ngõ hẹp, đêm nay lại là một đêm quan trọng. Bóng người đàn ông cao lớn đứng sừng sững, ánh mắt tựa ác quỷ đang xăm soi những thứ ngoài kia, hắn im lặng như tờ giấy, làm cho căn phòng trở nên ngột ngạt, căng thẳng. Một tên thuộc hạ đi vào. Thưa ngài, lão ta đã tới, hiện đang ở ngoài phòng khách. Hạ Phong Diệp mỉm cười, hắn không biết phải nên đón tiếp vị khách này ra sao đây, quả là quý hóa quá. Nụ cười đầy thâm sâu của hắn khiến cho gã thuộc hạ ngơ ngác, rốt cuộc thì người đàn ông này đang suy tính điều gì. Mendoza nổi tiếng là khách sạn một sao hạng sang nhất của thành phố S này, nơi đây chỉ tập trung những thương gia lắm tiền nhiều của và tất nhiên sống ở trong cái xã hội có tiền là có tất cả. Người đàn ông trạc tuổi trung niên này đang nâng trong tay mình ly rượu vang được sản xuất vào những năm 1890 vô cùng quý giá. Mùi nho hòa quyện tạo nên một cảm giác đầy đặn, tuyệt hảo khi mà vừa chạm vào lưỡi, một sự ngọt ngào khó cưỡng như thân thể đàn bà vậy, cuốn hút nhưng lại không kém phần ngọt ngào. Nghiêm lão gia, Hạ Phong Diệp đã tới. Tên thuộc hạ này không ai khác chính là Sâm, kẻ luôn luôn hết mực trung thành với Nghiêm Mặc Huy. Sâm Người nói xem, tên hạ phong diệp này có gì thú vị nào? Sâm chỉ suy nghĩ một hồi rồi mỉm cười, dường như hắn đã đoán được người đàn ông này đang nghĩ điều gì. Có phải ý lão ra là... Sâm định nói nhưng lại bị lão ngăn lại. Một động tác vô cùng quý tộc, nghiêm mặt Huy đưa một ngón tay lên che miệng, tỏ ý nên giữ im lặng thể hơn. Bí mật thì không nên bật mí. Gã thuộc hạ dường như hiểu ra, bèn vội vàng dừng lại hạ phong diệp từ trên cầu thang đi xuống hắn khoác trên mình một bộ đồ vét đen nhìn thấy nghiêm mặc huy liền nở nụ cười chào đón nồng nhiệt sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm vậy thật là quý hóa quá <laughs> nghiêm mặc huy phá lên cười lâu rồi không gặp hạ tiên sinh mời ngồi nghiêm tiên sinh hạ phong diệp vẫn chậm rãi trong lời nói và cả trong hành động hắn biết mục đích hôm nay của lão già nghiêm mặc huy đến đây là gì rồi Thế nào? Nghiêm tiên sinh, rượu vang này vừa miệng ngài đấy chứ. Nhìn chai rượu vang năm 1890 mà Hạ Phong Diệp đã cất công sang tận Pháp chọn lựa, không biết có làm hài lòng vị khách khó tính này hay không đây? <laughs> rất vừa là đằng khác, Hạ tiên sinh đúng là rất có khiếu chọn rượu, rất ngon. Vậy thì tốt rồi, tôi chỉ sợ không vừa miệng ngài thì thất lễ rồi. Vậy hôm nay, ngài đây là là vì... Hạ Phong Diệp cố tình ngập ngừng để xem tâm ý lão già này thế nào. Nghiêm Mặc Huy đã từ rất lâu nổi tiếng là con cáo già trong ngành, ông ta là một trong tam đại tài phiệt nổi danh bậc nhất thành phố S này, chỉ xếp sau ba của Trần Dương Thần và một người đàn ông bí ẩn, nhưng giờ là thời đại nào nữa rồi, tất cả đều đã lạc hậu và lỗi thời, cáo già cũng phải nhường chỗ cho những con cáo khác thôi. Hôm nay ta đến đây đúng là có chuyện để nói với cả hạ tiên sinh đây lão ngừng lại một chút nhìn ánh mắt của hạ phong diệp vẫn không thay đổi ta biết cậu và ta đều có chung một kẻ thù đó là trần dương thần hạ phong diệp khẽ nhếch môi chân phải gác lên tay trái nâng cao ly rượu một tướng ngồi vô cùng quý tộc sao ngài biết kẻ thù của tôi là trần dương thần chứ có phải ngài đã quá tự tin rồi đúng không con gái ta đã bị hạ quyên quyên giết chết Hạ Phong Diệp chỉ mỉm cười rồi điệu nghệ nhấp miếng rượu. Ta biết đó là em gái của cậu nhưng mà không khí ở trong phòng đột ngột căng thẳng, Hạ Phong Diệp vẫn giữ nguyên một kiểu cảm xúc, hắn vẫn rất bình thản khi nghe Nghiêm Mặc Huy nhắc đến ba chữ Hạ Quyên Quyên. Cậu không phải rất yêu cô ta sao? Nếu chúng ta hợp tác đánh bại Trần Dương Thần thì đương nhiên Hạ tiên sinh đây sẽ đường đường chính chính rước em gái mình về làm vợ, không phải một công đôi việc vừa có mỹ nhân lại vừa loại bỏ được một cái gai trong mắt cáo già thì vẫn là cáo già những lời ông ta vừa dùng miệng thốt ra vô cùng lý lẽ và hợp lý đáp lại những lời đó vẫn chỉ là một nụ cười đầy thâm thúy nói thẳng ra thì nghiêm tiên sinh đây không đủ sức để đánh bại trần dương thần một câu nói của hạ phong diệp khiến cho bao kẻ phải giật mình thái độ cao ngạo thái quá của hắn làm cho nghiêm mặt huy có chút không nhấn nại. Sầm tức giận, gương mặt nổi như đường gân xanh, nhanh chóng rút súng chĩa thẳng vào đầu của Hạ Phong Diệp. Khốn kiếp, tên tiểu tử nhà ngươi, dám ăn nói hỗn dược với lão già. Bỏ súng xuống, xuống. Nghiêm mặt huy đang rất nhấn nại, nhưng mà... Sâm có vẻ không chịu khuất phục, ông ta vẫn nắm chắc khẩu súng ở trong tay. Ta kêu người bỏ súng xuống, xuống. Nghiêm mặt Huy hét lớn ra lệnh, ánh mắt của lão nổi đầy tia giận dữ sâm cũng chỉ biết tuân mệnh mà cất súng mặc dù lão vô cùng không phục không khí đột nhiên hết sức căng thẳng hạ phong diệp chỉ nói một câu thôi mà đã làm cho bầu không khí trở nên khó thở đến như thế này hắn vẫn ung dung tự tại đặt ly rượu xuống mặt bàn nghiêm tiên sinh nên dạy dỗ lại thuộc hạ của mình thì hơn không nên chĩa súng lung tung như vậy được kiểu thuộc hạ này thật sự là quá ngông cuồng rồi nghiêm mặt huy vẫn là kiên nhẫn chỉ cười cười cho qua chuyện <laughs> thất lễ thất lễ rồi mong hạ tiên sinh đây không nên chấp nhất làm cái gì <laughs> tại hạ không dám quản từng câu từng chữ mà hạ phong diệp thốt ra như một lời châm chọc đã xoáy nghiêm mặt huy như vậy lão già này đã hết thời rồi cần gì phải e ngại dè chừng lão ta chứ hôm nay lão còn mặt dày đến tận đây để mà xin hợp tác với hắn cũng đủ biết cái độ thất thế của lão ta là ra sao rồi. Ông trùm ma túy nổi tiếng một thời là đây sao? Nghe danh mà chưa biết mặt, giờ thì rõ rồi. Nghe nói hạ tiên sinh đây đang rất chú trọng thị trường chứng khoán. Đúng vậy, vậy thì sao? Nghiêm mặc Huy đột ngột mỉm cười, đầy ẩn ý. Ta có thể giúp cậu. <laughs> Đà tạ nghiêm tiên sinh đã chiếu cố, nhưng mà tại hạ e rằng đành phải thất lễ rồi. Hạ Phong Diệp dương dương tự đắc, thử thăm dò lão ta xem. <laughs> Nói đi, cậu muốn gì? Rốt cuộc, lão già Nghiêm Bạc Huy này cũng đã hiểu ra. Ngài cũng biết mà, ta rất có hứng thú với chứng khoán, đương nhiên cũng sẽ cần một người tài giỏi như ngài đây phụ tá, nhưng mà ta cũng rất có hứng thú với cổ phần của ngài. Rầm. Cổ phần của ta sao? Nghiêm Bạc Huy đập mạnh vào bàn, hai chân không tự chủ liền bật dậy ánh mắt dao găm nhìn Hạ Phong Diệp. Lão đang tỏ thái độ, nãy giờ lão đây đã chịu nhục đủ rồi, không còn đủ kiên nhẫn để mà thương lượng nữa. Ấy, nghiêm tiên sinh bình tĩnh, những lời tôi nói có phần hơi ngạo mạn, nhưng mà chung quy lại cũng chỉ muốn giúp cho ngài mà thôi, tất cả cũng chỉ là vì lợi ích chung thôi mà. Lão ta dần dần kiểm soát được lý trí, đành phải ngồi xuống, kiên trì đảm đạo với Hạ Phong Diệp Lão thật sự chỉ muốn rút súng bắn thẳng vào đầu của cái tên sát sược này, nhưng bây giờ lão lại đang cần sự giúp đỡ của hắn, tức giận chỉ làm cho lão đi sai đường. "Nói đi, cậu muốn bao nhiêu?" "Ít thôi, 20% cổ phần trong tay ông." <laughs> ông ta hừ lại một tiếng, ánh mắt bọn họ như hai con mãnh thú đang vờn nhau. "Cậu đang nói đùa phải không?" <laughs> "Nếu như tôi nhớ không nhầm, thì Nghiêm Tiên Sinh đây sở hữu 50% cổ phần. Nếu chia cho tôi 20% số cổ phần còn lại là 30%, ông vẫn có thể nắm quyền, vẫn có thể giữ được vị trí chủ tịch hội đồng quản trị. Thế nào? Hà Phong Diệp quả thật đúng là một kẻ rất thông minh, nhưng mà cũng đầy mưu mô xảo trá, không kém gì Trần Dương Thần. Tôi sẽ được quyền lợi gì? Nghiêm Mạc Huy từ tư thế chủ động trở thành bị động, bị tên khốn Hạ Phong Diệp này nắm thóp lão quả là đã khinh thường tên nhóc này rồi như ngài nói kết giao với tôi ngài sẽ có thêm đồng minh và loại bỏ được rất nhiều kẻ thù đặc biệt là trần dương thần thế nào thành giao chứ vấn đề này ta cần thời gian để suy nghĩ không thể làm bừa được bây giờ ngài không có quyền lựa chọn nữa rồi một là đồng ý cuộc giao dịch này hai là người đâu tiễn khách hạ phong diệp thẳng thừng đứng lên mặc kệ nghiêm mặc huy đang nổ đầy mồ hôi căng thẳng suy nghĩ ông ta không có quyền lựa chọn nữa thật sự là thế lực của hạ phong diệp đang ngày một bành trướng hắn là một kẻ tài giỏi không kém gì trần dương thần nếu như nghiêm mặc huy mà điều khiển được con rối này thì tất cả mọi quyền lực chắc chắn sẽ về tay lão tên này rất thông minh nhưng lại quá cao ngạo thông minh sẽ lại bị thông minh lại <laughs> lão lại hừ lại một tiếng Khoan đã." Lão đứng dậy hét lớn, "Sao nào? Thành giao hoặc là ông sẽ mất hết tất cả trong tích tắc." Hạ Phong Diệp nở một nụ cười ngạo mạn của kẻ chiến thắng, "Lão già này liệu có chịu khuất phục? Được, tôi đồng ý với cậu, 20% cổ phần của tôi sẽ được chuyển ngay cho cậu. Giờ cậu là cổ đông có nhiều cổ phiếu nhất chỉ sau tôi." Nói xong, Nghiêm Mặc Huy quay sang gã thuộc Hạ Sâm, "Sâm, cậu biết nên làm gì rồi chứ?" nhưng mà thưa lão gia chuyện này không thể được đâu xâm quyết ngăn cản cho bằng được hắn biết nghiêm mặc huy cũng đã phải đắn đo cỡ nào mới chọn kế sách này nhưng mà chuyện này quá phi lý không thể đồng ý được căn phòng mặc điều hòa vẫn chạy rất bình thường nhưng mà khi bước chân vào lại lại cho ta cái cảm giác khó chịu đến ngạt thở chỉ muốn ra chứ không muốn vào cuộc thương lượng hết sức gai cấn và khốc liệt giữa một con cáo già lâu năm và một con sói hung mãnh, liệu kẻ nào mới chính là kẻ chiến thắng và cho kẻ còn lại một kết cục đầy bi thảm. Nghiêm Mặc Huy hai bàn tay đan xen vào nhau, ánh mắt có chút đắn đo nhưng rồi lại cất giọng lạnh. Triết lý của lão là lùi một bước, tiến vạn bước. Sâm, có thuộc hạ. Từ khi nào mà cậu lại nhiều chuyện đến như vậy hả? Thuộc hạ không dám. Vậy còn không mau làm việc đi, nhưng sao muốn chống đối tôi sao à, vâng thuộc hạ hiểu rồi dứt câu gã đàn ông này mặc dù không can tâm nhưng vẫn phải tuân mệnh răm rắp hạ vong diệp đứng ở ngoài cuộc nhìn chủ tớ bọn họ tranh cãi nhìn nhau vì hắn mà lòng hắn vô cùng hả hê lão già mới biết ai là kẻ mạnh ư rồi sẽ có một ngày trần dương thần cũng phải quỳ phục hắn thôi cứ chờ mà xem diệp anh thấy lão ta như thế nào có đáng để tin không ánh mắt của hạ phong diệp vẫn dán chặt vào nghiêm mặc huy thông qua tấm kính cửa sổ hắn nhách môi một cái ánh mắt lộ rõ vẻ ngạo mạng đầy tự tin hắn quay sang nhìn người đàn bà kia đúng là phong thủy hữu tình rất là đầy đủ điện nước nhất là cặp bồng đào quyến rũ kia đang e ấp dưới lớp áo ngủ mỏng manh à mỉm cười đôi môi hình tim càng quyến rũ hơn tất nhiên rồi tiểu bảo bối bàn tay to lớn khẽ chạm môi ả à ánh mắt dán chặt vào trong vòng một đồ sộ kia. <laughs> Thật mê người. Hắn khen ngợi làm cho cô gái kia càng sung sướng hơn. Ây da, kỳ quá à, người ta cũng theo anh mấy năm rồi, giờ anh mới biết sao. Thật giận quá đi. Cô gái kia làm đúng, bàn tay khẽ đẩy hạ phong diệp ra, ánh mắt chứa đầy sự hờn dỗi. Thôi mà, Ngọc Khanh, anh biết tiểu bảo bối xinh đẹp mà, đừng giận anh nữa. Đêm nay anh phải trừng phạt em mới được. Nói xong, hắn bế Ngọc Khanh ném thẳng lên giường trắng. Lửa tình thật là đang bùng cháy trong hắn, dục vọng, sự chiếm đoạt thân xác, tất cả đều đang trối dậy. À, Diệp, anh kỳ quá! Ngọc Khanh như con rắn uốn cong thân mình tạo ra một đường cong chữ S đầy sexy, quyến rũ. Hai tay ả à ôm lấy cổ Hạ Phong Diệp, ngẩng đầu lên hôn hắn một cái, rồi tỉnh tứ nói. Em yêu anh, Diệp. Hắn vẫn rất bình thản, vờ như chưa nghe gì hết, nếu đã là người thân thuộc của hắn nhiều năm đến như vậy thì nên biết chữ yêu là điều tối kỵ. Tình yêu này hắn chỉ mãi dành cho Hạ Quyên Quyên. Đêm này hãy chứng minh em yêu tôi nhiều đến như thế nào đi, bé con. Lời người đàn ông như thuốc kích tình, à vui vẻ ôm chầm lấy hắn, hắn vỗ nhẹ vào mông Ngọc Khanh, rồi bắt đầu hành động. Trong khi đó, tại nhà Trần Dương Thần, hắn dường như đã lường trước được mọi việc, vẫn ung dung nhâm nhi tách trà, hai chân gác chéo lên nhau, trên tay là một tờ báo, thoáng chống cặp chân mày, lại nhếch lên, khóe môi, khẽ nhếch cười. Nguyên đứng đó dường như đã hiểu được ngụ ý của nụ cười kia. Lão đại, đúng như dự đoán, tên hạ phong diệp đã bắt đầu hành động. <cười> Hắn cười nham hiểm, bắt đầu tung cổ phiếu ra thị trường. Vâng, về phía nghiêm bạc huy, lão thật sự thất thế rồi. Không ngờ tam đại tài phiệt vang bóng một thời, giờ lại khốn khổ như vậy trần dương thần đặt tờ báo xuống rồi nâng tách trà đang dở dang lao đại có sáng kiến gì hay phải chăng là cứ từ từ rồi tóm gọn một lũ ánh mắt người đàn ông vô cùng nham hiểm vâng thuộc hạ đã hiểu trần dương thần toan cầm tờ báo lên nhưng lại nhớ ra chuyện gì đó vô cùng quan trọng chuyện tôi nhờ cậu đã làm được chưa chuyện đó thuộc hạ đã sai người điều tra rồi cô gái đó cũng sắp đến đây rồi theo như lời của ông bác sĩ nói thì mong cách này sẽ có hiệu quả. Tại thành phố S Lệ Hoa, đâu đâu cũng là thành phố ồn ào và tấp nập, cảnh vật thì nên thơ, hữu tình. Khắp nẻo đường là các khu trung tâm thương mại hay là các công ty lớn trải dài khắp nơi. Hạ Uyên Nhi lần đầu nhìn thấy mà choáng váng cả hai mắt, nào là xe hơi, nhà máy, xí nghiệp, rồi các bảng hiệu toàn diễn viên nổi tiếng. Quả thật là đâu đâu cũng được tận mắt nhìn, ngưỡng mộ, quả là ngưỡng mộ. Hạ Uyên Nhi từ nhỏ đã vốn sống ở dưới quê, nên đâm ra chuyện thành phố chẳng biết được bao. Đây là lần đầu tiên bước chân lên đây, đúng là rất thích. Cô gái nhỏ mặc một chiếc quần bay ghi đen, một cái áo thun trắng in, trên vai là một cái túi sách đeo chéo. Cô gái nhỏ đi đến đâu cũng chu mỏ lên, cái miệng nhỏ hồng hồng trông dễ thương làm sao. Mặc dù sống ở quê nhưng cô lại mang một làn da trắng ngần, một đôi mắt bổ câu lung linh, cái mũi dọc dừa chính là điểm nhấn ở trên khuôn mặt. Đúng là được mở mang tầm mắt, quả thật thành phố khác ra với những gì mình tưởng tượng, thôi kệ, nên làm việc chính thì hơn. Loay hoay một hồi cũng đến nơi cần đến, Uyên Nhi vuốt ở trên trán giọt mồ hôi, mà sao đường thành phố quanh co, lắm ngõ thế không biết, làm cho cô chạy đôn chạy đáo đi tìm, thật mệt hết cả hơi cô chỉnh trang lại quần áo rồi nhấn chuông căn nhà to như lâu đài này chính là địa điểm cần đến của cô một người hầu chạy ra nhìn cô gái nhỏ nhắn với ánh mắt kỳ lạ xin chào cô cần gì xin chào chị tôi là hạ uyên nhi em gái của hạ quyên quyên chủ nhân của căn nhà lộng lẫy đầy uy nghi tráng lệ này không ai khác chính là trần dương thần hảo soái ca trong lòng phụ nữ miệng cô tủm tỉm cười lộ rõ hai cái má lúm đồng tiền sâu ơi là sâu xin chào tôi là hạ uyên nhi em họ của chị hạ quyên quyên cô hầu gái hơi bất ngờ nhưng rồi cũng mở cổng ra cô ngồi đây đợi một xíu để tôi vào trong báo cho phu nhân vâng cảm ơn chị hạ uyên nhi xưa nay nổi tiếng là thông minh lễ phép nói chuyện với ai cũng đều rất đàng hoàng cô ngồi một hồi rồi đôi chân vốn quen chạy nhảy bỗng thấy khó chịu đành lòng đứng lên đi vài vòng đi loanh quanh một hồi cô phát hiện ra một khu vườn vô cùng lộng lẫy, nó đẹp như tranh vẽ. Cứ như là đang bước vào thế giới cổ tích, cô mê mẩn ngắm nhìn khu vườn hoa. Cô ngỡ ngàng như một loại thôi miên. Cô vô thức mà tiến đến. Khu vườn này toàn là hoa lavender. Xa xa chỉ thấy một khúm hoa hồng. Nói chung là nhìn vào cũng đủ biết chủ nhân của khu vườn này rất là thích loại hoa đặc trưng của nước Pháp này. Mùi hương của loài hoa này khá là dễ chịu tạo cho người chơi hoa một cảm giác thoải mái sau một ngày làm việc căng thẳng. Định bụng cúi xuống, chỉ chạm nhẹ vào cánh hoa một xíu, tính tò mò quá cao, ai dè bàn tay bé nhỏ của cô đã bị nắm chặt rồi kéo mạnh lại. Không được đụng vào nó. Lồng ngực bé nhỏ của cô đập mạnh vào người đàn ông kia, cô hơi choáng, ngước mắt lên nhìn người đàn ông thô bạo kia, bọn họ mắt chạm mắt, Hạ Uyên Nhi thốt lên ở trong đầu. Ông chú này nhìn đẹp trai quá đi tôi tôi xin lỗi hạ uyên nhi có phần hơi lúng túng bởi vì từ nhỏ đến giờ chưa từng chạm mặt gần như vậy với người đàn ông nào đây là nơi cấm ông chủ đã dặn không cho bất kỳ ai vào đây mà sao cô lại vào được đây à, tôi xin lỗi tôi không biết đây là cấm địa hạ uyên nhi bắt đầu run rẩy nhìn cặp mắt sắc lẹm kia như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô gái nhỏ vậy vô cùng đáng sợ được rồi nếu cô là lần đầu thì không phải là lỗi của cô. Vâng, thành thật xin lỗi anh. Hạ Uyên Nhi cảm thấy vô cùng xấu hổ vì mình đã tự tiện đi lung tung, lại còn bị ông chú xấu tính này bắt được, thật sự muốn kiếm một cái lỗ nào đó để mà chui vào mà. Nguyên rời đi, trạng thái rất ung dung tự tại, còn hàng tá công việc đang chờ hắn. Đôi chân thon dài thoan thoát, lướt ngang bãi cỏ, Hạ Uyên Nhi mê mẩn ngắm say nhìn theo nó, lần đầu tiên trong cuộc đời cô thấy được một người đàn ông có sức cuốn hút kỳ lạ đến như vậy, và cũng là lần đầu tiên cô không thể rời mắt khỏi người đàn ông này. Hạ Quyên Quyên vẫn như thường lệ, chăm sóc và tưới cây cho hoa, khi thấy cô bé này đến thì vô cùng bất ngờ, nhưng mà đồng thời cũng hiểu được vì sao cô bé này tới đây. Chị Quyên Quyên, chỗ hoa này đều do một tay chị trồng nên hay sao? Quả thực là rất kéo nha! Hạ Quyên Quyên lắc đầu. Chỗ này đều là do thần một tay vun trồng đấy. Ui ui, vậy quả thực anh rể rất yêu thương chị nha. Hạ Uyên Nhi cười tươi, nhặt từng đóa hoa lavender vàng và tím, xếp thành một bó hoa tuyệt sắc, rồi nhẹ nhàng đặt nó vào chiếc lọ thủy tinh kia. Hạ Quyên Quyên chỉ mỉm cười. Làm sao mà em biết được là anh ta yêu thương chị chứ? Biết đâu đó chỉ là cái vỏ bọc ở bên ngoài thì sao? Chị đó quá nhạy cảm rồi. Nếu như anh ấy không yêu thương chị thì có nhất thiết phải tự tay trồng từng đóa hoa oải hương đủ sắc này cho chị không? Có cần phải tận mặt mời em lên đây để mà bầu bạn nói chuyện với chị không? Chị nghĩ xem, những chuyện mà chị từng trải qua cùng anh ấy, anh ấy đã làm vì chị, chị đã từng nghĩ hay chưa? Chị Hà Quyên Quyên ấp úng, thực sự thì cảm xúc hiện tại của cô rất hỗn loạn, như là đang đứng giữa một sa mạc lớn và không bao giờ tìm thấy được lối ra hạ uyên nhi vỗ nhẹ vào tay cô khẽ mím chặt môi chị à quá khứ đã là quá khứ rồi bây giờ cái quan trọng nhất là chị phải sống cho hiện tại và cả tương lai chị hiểu không em nghĩ ở trong lòng của chị chắc đã có câu trả lời sẵn rồi hạ uyên nhi vỗ vai cô rồi bước vào nhà cô chỉ mong rằng chị mình sẽ hiểu ra phần nào đó anh ấy đối với chị quan trọng đến giường nào tí tách tí tách từng giọt mưa rơi thấm đẫm chiếc đầm trắng của cô cô chỉ bĩu môi dòng nước nóng chảy dài từ khóe mắt cô tự hỏi thời gian qua mình đã đánh mất bao nhiêu điều rồi đánh mất chính bản thân mình chỉ ước thời gian quay trở lại một bóng hình cao lớn đứng sừng sững trước mặt cô nhẹ đưa chiếc ô lên che cho cô cô run rẩy từ từ ngước mặt lên vợ ơi mưa rồi nè mưa càng lớn và ảm đạm tựa như nỗi lòng của hai con người kia số phận đã đưa đẩy họ đến với nhau kết thành một cặp rốt cuộc thì người đàn ông này đã hy sinh bao nhiêu cho cô rồi và cũng đã lấy đi bao nhiêu điều của cô rồi đúng là mỗi câu hỏi khó mà trả lời được đúng ta sống là sống cho hiện tại là sống cho tương lai đâu phải sống cho quá khứ khóe miệng của hạ quyên quyên khẽ nở nụ cười ánh mắt hắn vẫn rất dịu dàng khuôn mặt tuấn tú góc cạnh cô tự hỏi lòng mình tất cả có nên kết thúc ở đây không thần cô khẽ kêu tên hắn đôi mắt chim ưng im lặng mà nghe hắn nói tiểu quyên đừng như vậy nữa có được không anh biết là mình có lỗi với em rất nhiều nhưng mà xin em hãy cho anh cơ hội để sửa chữa và bù đắp những tổn thương mà anh đã gây ra có được không em từng hạt mưa rơi lộp bộp trên đầu hắn hắn đứng lặng ở nơi đó cô đứng dậy mỉm cười vừa lắc nhẹ đầu không cuộc sống đâu phải ai cũng hoàn hảo ai ai rồi cũng sẽ lúc mắc phải lỗi lầm chúng ta đều không ngoại lệ nụ cười trên khóe môi hắn dần dần nhích lên cuối cùng thì vợ hắn cũng đã chịu mở lời với hắn hắn biết cô ấy vẫn còn rất yêu hắn mà đứng ngoài mưa không tốt đâu chúng ta mau vào nhà có được không được hắn mỉm cười rồi tiến tới bế cô vào thẳng trong nhà mưa tầm tã cũng đã bắt đầu dứt chỉ còn để lại những hạt nước nhỏ lấp lánh như ánh ngọc trai, đậu mỏng ở trên những phiến lá. Cuối cùng thì cầu vồng cũng đã xuất hiện sau cơn mưa, trời lại sáng. Trần Dương Thần đặt Hạ Quyên Quyên xuống phía bồn tắm một cách rất nhẹ nhàng. Nhìn chiếc đầm ướt nhẹp của cô mà hắn xót. Để anh giúp em thay đồ. Hắn vô tư định đoạt chạm tay vào cổ áo của cô thì liền bị cô hất mạnh sang một bên rồi đưa hai tay lên che ngực Nhìn gương mặt đang đỏ ửng lên là biết cô là đang xấu hổ tới mức nào. Sao tên này có thể ngang nhiên nói như vậy cơ chứ? Tiểu Quyên, Tiểu Quyên của anh ngượng sao? Thôi nào, anh còn lạ gì cơ thể của em chứ? Anh đổ lưu manh, cho ông xã giúp bà xã được phép thay đổi nhé. Gương mặt hắn tựa hồ điệp, mê hoặc trái tim nhỏ của cô. Cô dần dần bỏ hai bàn tay xuống, trần dương thần như cá gập nước liền chộp lấy thời cơ nhanh gọn lẹ bàn tay to lớn mở chậm rãi từng cúc váy một có lẽ đây là lần đầu tiên hắn phục vụ người khác tắm tiểu quyên anh yêu em em biết cô hơi e thẹn chiếc cúc váy cuối cùng cũng đã được tháo ra để lộ một thân hình vô cùng gợi cảm với đường cong hình chữ s quyến rũ hắn khẽ nuốt nước bọt rồi tháo từng lớp áo đầy vướng víu quăng chúng sang một bên Hắn rất nhẫn nại cố gắng kiềm chế để rồi từ từ bế cô vào bồn tắm. Rắc một tí cánh hoa hồng lên mặt nước, xả vào bồn một ít tinh dầu thơm, làm cho nước nóng hòa quyện, tạo một cảm giác vô cùng thoải mái. Cơ thể của Hạ Quyên Quyên như được lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, rất dễ chịu. Hắn mỉm cười, nhìn vẻ mặt cô nàng mà chịu không nổi. Trần Dương Thần lấy một ít sữa tắm, bôi lên cơ thể cô, rồi nhẹ nhàng xoa khắp cơ thể trắng nón của cô lúc đầu cơ thể cô bất ngờ nhưng rồi cũng dần quen tiểu quyên dễ chịu không em ừm có hắn mỉm cười lâu rồi mới thấy cô cười hạnh phúc như vậy sau khi mà tấm lưng đã được xoa đầy sữa tắm và hắn bắt đầu làm loạn anh đồ biến thái này tiểu quyên cho anh nhé anh thật sự rất muốn em muốn chiếm hữu em cả thể xác lẫn trái tim này của em không đợi cô trả lời, hắn đã bắt đầu tiến hành điều mà hắn muốn. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập số 5 của bộ truyện này. Và để tiện theo dõi các tập tiếp theo do Nguyễn Hoa diễn đọc ở trên kênh, thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu tương tác nhiều hơn cùng với nguyễn hoa nha cả nhà còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video chuyện mới tiếp theo